Xin mừng các bạn đến với một show mà chúng ta sẽ gặp những cá tính âm nhạc đặc biệt, thậm chí kỳ dị. Đặc điểm thứ hai của chương trình đấy là ăn cay. Hồi xưa thì mình chỉ cần nói là ngồi phỏng vấn ăn cay, nhưng bây giờ lại còn phải cầm sổ để ăn cay. Hôm nay chúng ta gặp rapper Táo. Em gọi em rapper hay là người làm nhạc? Chúng ta gặp người làm nhạc Táo. Một người đang hiện đang lo sợ. Rất lo sợ. Vì em muốn học với này lắm. Em chưa dùng mà sao biết là không hợp? Cơ thể của em thôi, biểu hiện em thích cái vị gì rồi. Em thích vị gì? Vị ngọt. Chị nói chuyện cầm sổ bởi vì chị chỉ có lỡ cầm điện thoại, có hình như có 3 số hay sao mà số não bị chửi là tại sao không cầm sổ. Bây giờ chị có 100 rổ. Chị cho em chọn một cuốn. Em kỳ quá. Em phải nhìn thấy có một cái cuốn cũ nhất để chọn như thế. Em thích này. Giờ chị tặng em cuốn đấy. Em có biết em viết rap bằng gì? Dạ, bằng Word. 4.0 rồi chị. Đây là Thùy Minh. Đây là Táo. Và chúng ta đang đến với Không cay không vàng. Ủa? Sao anh kia nhìn đây? Cho ta xem hôn môi em trong men. Đi qua nhau ta xem như không quen. Bọn trên phía cuối con phố năm nào lạc đường mai chẳng nghe thấy ai nói câu chào. Thầy muốn hả chị? Em hay là em muốn chơi ngược lại? Từ từ nha. Thôi đi chị. Hồi xưa là táo xanh rồi táo chín đúng không? Táo hoa luôn, cái đoạn chính luôn. No. Bây giờ kể tên một nhân vật hoặc một phim mà em biết mà bị tâm thần phân liệt. Không luôn đó, ghê chưa? Không á, có cái phim Split nổi tiếng không biết à? Ủa, đó là tâm thần phân liệt á. À quên, đa nhân cách. Đa nhân cách là tồn tại nhiều nhân cách trong một cá thể. Tâm thần phân liệt là... Nó thiên về một cái tâm lý hơn. Nhưng em có một cái bài hát đấy có phải là cái cột mốc của em không? Lúc đấy em mới 19 tuổi à? Dạ cũng có nhưng mà nó không đến nỗi kiểu lớn gì. Chỉ là một cái thử thách, cái thử mới em muốn làm đó. Chị thấy đấy là một cái bài nó rất là mạnh đúng không? Kể về mặt hình ảnh lẫn đến cái concept của cái bài hát đấy. Thì giữa cái em nghĩ về chuyện là em thử nghiệm đến lúc cái phản ứng của mọi người em thấy như nào? Nó vừa được như em mong đợi mà nó vừa có những cái không như em mong đợi. Mong đợi là gì? Thì nó là một cái mới về cái đó em gọi là horrorcore rap. Là nó mang tới cái nỗi sợ cho người ta. Nhưng mà cái em không mong đợi đó là người ta identity em bằng cái đó luôn. Người ta cho là tất cả nhạc của em đều là như vậy. Nó không phải là cái thông điệp em mang tới chủ yếu trong những cái bài nhạc của em. Mình chỉ tưởng là cứ sợ là được chứ. Sợ là một là cái chính nhưng mà phải hiểu được tại sao phải sợ. Chứ không phải sợ kiểu sai sai thì nó không đúng. Thế bây giờ em đã hiểu cái nỗi sợ ăn cay của em chưa ăn được nữa chưa? Có sao không? Chưa sao đúng không? Dạ. Hay sao rồi? Em đi chờ. Bây giờ nếu em muốn bảng xếp hạng nỗi buồn thì có 3 bài hát nào của em mà là một nhất, một nhì, một ba? Em có không vui. Không phải là nhân vật chính và kẻ bị đuổi, chỉ là anh Táo của em vẫn luôn là thằng thất bại. Sợ chỉ là anh. Thứ hai là vẫn. Thử trôi qua đời anh vẫn là mặt em ở màn hình chờ nếu như thật. Buồn nhất là chết. Tình mong thấy những ngày tháng qua đi lại về thăm nước mắt lưng tròng. Mà thấy bài đấy sao kể thành không vui xong rồi vẫn không vui xong rồi. Cái lúc em đặt tên là vẫn á thì nó thiên về tự vẫn hơn. À, nhưng có một cái lý do cho cái việc viết những cái bài buồn như thế. Và những cái bài nói về nỗi buồn thì em lấy từ cuộc sống em viết cho nó đẹp lại xí. Tại vì cái việc làm nhạc của em đơn giản là ban đầu em làm cho cá nhân, cho nên cái chuyện chiêm nghiệm và cái phản ứng của mọi người nó không có ảnh hưởng lắm tại. Thì có chị. Em mới đi có 2 cái em. Cái quá. Uống sữa đi. Không được dịu dàng. Sao mà em có không ngọt không về vậy? Chị thấy ai cũng đến chương trình này mà ước là mình đang ở một chương trình khác. Bây giờ nếu em được nấu một món ăn tuyệt đỉnh nhá, trong đó có gì? Trứng. Tuyệt đỉnh. Phô mai. Khi em viết một bài nhạc á, tuyệt đỉnh nhá. Nguyên liệu em dùng là gì? Cảm xúc, ngôn ngữ. Đây là 2 cái chính của em. Là 2 cái mình tự tin nhất. Cái điều này đúng hay sai? Hay là do là fan hâm mộ họ nghĩ ra cái chữ cái đầu trong những câu rap của em thì tạo thành một cái câu mới? Ban đầu em nhiều, maybe là em
Tại vì em cũng nhớ lúc viết đó coi nó thiệt là em ý đồ hay không. Đưa một nơi cao, đừng đưa mình theo cuộc đời, chờ ai đi về qua tao, tao sẽ làm nó thuộc lời bài ha 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 ha. Sau này em đọc lại em bị bất ngờ. Tức là em không định như thế mà lại thành như thế á? Đúng rồi, em có đọc một số comment sau à. Về bản chất thì mình thấy ra một điều là khi mà mình phỏng vấn nhiều rapper thì phát hiện ra đây là toàn là những nhà thơ. Nhưng mà viết thơ ngang chơi đủ, viết tiếp thơ dọc đó. Nhưng hóa ra là tình cờ của Thành. Em có thể làm nhưng mà em không làm. Không định. Khi nói về một cái món ăn á, thì thực ra là ngoài trứng hay là phô mai thì nó còn có muối, nó còn có dầu ô liu này. Thì cũng giống như là viết bài nhạc đúng không? Rõ ràng là có yếu tố âm nhạc ở đấy nhưng em lại nghĩ rất là nhiều về cảm xúc cá nhân và ngôn ngữ thôi. Thế còn nhạc thì đóng vai trò như thế nào với em? Khi em viết một cách độc lập à? Không có dựa trên nền nhạc cũng thử không? Dạ có chứ. Nhưng mà tại sao em không nghĩ đến cái điều đấy khi mà em... Nếu mà về rap á, thì em chỉ cần cái tempo là em có thể rap. Còn về nhạc á, thì bản thân em phải có một cái giai điệu đầu trước. Rồi sau đó em mới tìm ra cái để mà hợp nào. Thì cái mà em nghĩ quan trọng nhất vẫn là cái ngôn ngữ và cái cảm xúc. Bởi vì hai cái đó là cái xuất hiện đều nhất và trước tiên nhất trong mọi cái lần làm nhạc của em. Thì bây giờ coi như mình có món ăn trước đỉnh rồi nhá. Chưa đến phần này. Em sẽ ăn món đấy với ai? Hoàng Yến GB. Sao? Em thích thế thôi. Crush. Em thích Hoàng Yến GB từ hồi còn đi đại học. Và Hoàng Yến có biết điều này không? Chắc là không. Em có làm một cái bài boss. Ôi dồi. Vui thôi vậy rồi. Có nhạc không? Không. Thế nếu mà phải viết một bài nhạc về Hoàng Yến GB chẳng hạn thì em sẽ viết về cái gì? Thôi thì em không có biết nhạc để tặng được người như vậy. Thế á, tại sao lại thấy nhiều bạn có crush hay làm thế á? Ban đầu em đã nói là em viết nhạc cho em cho nên là em sẽ không viết vì cái mục đích tặng người ta. Không, nên bây giờ chị cái đề bài chị đặt ra là em vẫn viết cho em, không phải để tặng cho người ta, nhưng em viết về người ta. Đối với mỗi một người nghệ sĩ, người ta chỉ có một nàng thơ thôi. Người nàng thơ đó em đã gặp. Chính là em rồi. Xin lỗi. Là em gặp rồi. Là chuyện tình cũ của em mà. Cho nên là phải là người đấy, không có được thay. Chưa gặp được người nào có thể khiến cho em có cái cảm xúc như vậy. Em có hy vọng Hoàng Yến chỉ biết xem cho người ta. Chị muốn nói thêm một điều, nó chưa đến cái phần cay luôn á. Có một cái điều gì em đang làm nhưng em sẽ thuyết phục người khác là đừng có làm. Làm nhạc. Thế à, tại sao? Là nếu mà thật sự muốn làm tìm hiểu kỹ. Cái làm nhạc là cái em hiểu rõ nhất, là nó không có đơn giản chỉ là đào một con beat về và nghĩ mình làm được. Vậy là em hơi bảo thủ, nhưng mà đối với em thì những cái gì liên quan đến nghệ thuật nó hơi phải có năng khiếu một tí. Thế có cái điều gì mà em biết rất là rõ mà người khác hầu như là không biết? Chị nghĩ em nhiều kỹ. Chị sẽ không biết chính xác nhưng chị biết là nhiều. Thật sự thì em chỉ tự tin về cái mà em biết rõ nhất là bản thân em. Đó là cái mà em cũng muốn cho mọi người thấy vào năm nay. Em đã bị dán mác và kiểu như người ta nhận em là một người buồn, trầm cảm kiểu vậy, tự kỷ này nọ. Mà không phải vậy, em là một người bình thường và suy nghĩ hơi bi quan hơn người khác một chút. Em vẫn có những cái vui, chỉ là những lúc đó em không có làm nhạc và những lúc đó em không có chia sẻ lên mạng xã hội. Chị muốn nhân cái chuyện này thì xen vào cái vấn đề. Chị không thích khi mọi người nói là bị tự kỷ. Với chị thì không gọi là bị. Thì chị tin rằng là cái nhóm người đấy rất là đặc biệt, vì họ có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Họ nói một cái ngôn ngữ và họ giỏi một số cái khả năng mà người khác không có. Thì hơi kiểu siêu năng lực đấy. Nhưng mà quay về cái chuyện này, em có từng tự kỷ không? Không. Nhưng mà em nhắc rất nhiều những cái kỷ niệm, những cái mà cảm xúc cá nhân, những cái mà em phải trải qua. Thì em gọi cái hành trình đấy là gì? Dậy thì à? Em là thành công không em? May là thành công. Thành thụ thì em cũng hay luôn. Thế gia đình em như nào? Cậu nghĩ gì về chuyện em theo nghề này rồi các thứ? Nói gì chị nói thì không vui vẻ lắm. Thế à? Ban đầu ba mẹ em không có chấp nhận cho em làm này. Học kỳ 2 của lớp 12 vẫn nghĩ em làm thi vô kỹ sư hoặc là kiến trúc. Giờ tốt nghiệp thì em nói với mẹ em là em muốn học nhạc. Thì lúc đó gia đình em cũng kiểu phản đối, vì đơn giản là họ thấy cái đó nó không phải là một cái con đường ổn định. Nhưng mà thấy em cũng cương quyết và em dọn ra riêng luôn, em ở riêng. Cái lúc đó cái sự ủng hộ là cái em cần nhất. Khoảng 5-6 năm sau khi em ra riêng thì em mới nói một lần nữa với gia đình em và ba mẹ em chấp nhận.
không ủng hộ nhưng mà cũng không có can thiệp quá sâu. Nhưng bây giờ em nhìn lại, cứ coi như là mình đang hoạt động chuyên nghiệp đúng không? Bán chuyên. Bán chuyên. Bán chuyên với chuyên nghiệp thì khác nhau như thế nào? Đơn giản là bởi vì em chưa có thể làm được hết những cái mình muốn. Em nghĩ cái sự chuyên nghiệp ở đây là cần một cái ekip và một cái điều kiện đủ để có thể làm được những cái thứ mà mình thực sự muốn. Còn em thì em vẫn là chỉ là làm nhạc và cố gắng sử dụng hết những cái mình đang có. Em có giờ đứng trên sân khấu mà em thấy có cái sự không ủng hộ? Một vài lần. Những cái lúc mà em đi diễn mà có sự ủng hộ thì em nghĩ đó là một buổi chơi nhạc ở rất nhiều người. Còn những cái buổi đi diễn mà người ta không chú ý hoặc là không ủng hộ thì em nghĩ là đi làm. Thế nếu mà cuộc đời của em là một cuốn sách thì đấy là cuốn sách gì? Thường em đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh, Ngồi khóc trên cây. Hơi khó đấy. Em sẽ là nhân vật đứng dưới cây thôi. Tại sao? Leo được lên cây. Thì không, chị không hỏi cái tại sao đấy. Tại sao lại là quyển sách đấy cơ? Nó nhẹ nhàng vừa đủ. Vừa đủ để mình ăn miếng tiếp theo. Bây giờ em chọn 3 rapper mà nên đi làm nghề khác. Cam. Là một chiều mưa khi mà cô còn nhỏ, khi mà mẹ cô vẫn còn. Em luôn cho cái chữ cam của nó là camera. Em không cho đó. Người thứ hai mà em nghĩ tới đó là Wowy. Xa ra nhiều phiền, tỏa ra nhiều quyền, trải qua nhiều chuyện, tao mới biết ra điều kiện. Những cái sản phẩm gần đây Wowy nó làm cho em không thấy cái hướng đi hồi trước của họ. Em bị tiếc. Cuối cùng nghĩ tới là Bibo. Cá nhân em thấy cái việc làm nhạc nó mang đến cho Bibo nhiều cái áp lực quá. Tại vì mình là cuộc sống mà sẽ ảnh hưởng tới nhạc, nhưng mà nhạc nó đang ảnh hưởng ngược lại cuộc sống của Bibo, cho nên em nghĩ là Bibo nên thử một nghề khác. Ăn cay nó cũng rất là giống nhạc, nó thể hiện rất nhiều cái tính cách. Em là chỉ thấy có một cái sự chịu đựng, điềm tĩnh, không có phản ứng thái quá. Em hơi nhớ về bạn em, các kiểu mắt đen của em. Rất là chị. Nhiều câu hỏi nữa. Thế nếu có một rapper mà đã bỏ nghề mà cần quay lại đi rap thì đây là ai? Em không nghĩ ra. Em có thích DSK không? Với bọn em đấy có phải là kiểu tượng đài không? Nhưng mà đó, DSK đâu có bỏ nghề đâu. Cái việc làm nhạc ở đây nó không có định nghĩa là post nhạc lên mạng. Có một vài lần lên thăm thì em biết một chuyện là SK không có ngừng làm nhạc. SK chỉ ngừng post lên mạng thôi. Cũng như thứ đã ra đi. Ừ thì anh đã yếu đuối và ừ thì anh chẳng ra gì. Ở những thời gian gần đây thì boss nhạc trở lại. Thì đối với em thì SK không phải là một người ngừng, cũng chưa bao giờ ngừng làm nhạc. Nhạc là cuộc sống của SK. Có một câu nói em nghe được của một người anh mà hồi đó thì em cố phủ nhận, nhưng mà bây giờ thì em cũng hơi đồng ý rồi. Đó là chỉ có những người không quan tâm về tiền mới không làm nhạc vì tiền. Và những người đó một là rất giàu, hai là thực sự không cần tiền. SK là một trong những người mà em thấy là như vậy. Nếu mà coi tất cả các rapper là những cái công dân trong một cái vương quốc, ba người kia có cái vị trí quan trọng nhất là gì? Trong cái vương quốc của em thì em thấy Soulboy sẽ là người phát triển. Nhiều càng ít làm càng chán càng kiểm soát cả mất kiểm soát. SK sẽ là người định nghĩa lại nó, nhắc nhở nó. Mà chỉ là mưa bóng bay thì sao mà phải quan tâm, chỉ là cơn mưa bóng bay. Hậu quá luôn. Không dễ được mà. Một cái người nghệ sĩ mà Thùy Minh rất là coi trọng là chị Trần Thu Hà. À, chị có nói là cái sự chuyên nghiệp chị đánh giá duy nhất bằng một cái yếu tố. Đấy là có thể nuôi sống bản thân bằng cái nghề đấy được không? Bọn em đang kiếm tiền được và tự trang trải được tất cả các cái chi phí làm nhạc của mình chứ? Đối với em rồi. Đã chuyên nghiệp rồi, còn bán chuyên nữa. Thấy chưa, chị hỏi nhiều để em ăn đấy. Ok. Nói chuyện nhiều hết cay đúng không? Hỏi liền đi chị, hỏi rất nhiều chứ. Cũng không cay lắm nhỉ? Cái này không cay. Cay chứ. Giờ nhìn thấy cửa không? Có một chim cánh cụt đi vào. À. Con đấy tên gì? Cam. Sao em nhắc đến thằng Cam nhiều vậy, là nhà hát gì không? Em lên đây để trả thù nữa. Em đã rất tận tụy trong công việc hát bè cho nó vào những show gần đây. Nhưng mà nó lại nhất quyết không nhớ tới em khi mà người ta hỏi.
lúc mà em hỏi nó như vậy thì nó nói là tao có nói rồi, chương trình cắt ra. Nhưng mà lỗi có phải lỗi con chim cánh cụt đâu mà sao em vậy? Không, tại trong đầu em quá nhiều hành cam trong đầu em lúc này. Chủ đề tình yêu trong bài vở của em cũng nhiều đúng không? Tình yêu với em là như thế nào? Nó là một sự san sẻ về cả quan điểm, cả kinh tế, cả các thứ. Khi mà không có cái sự cân bằng đó thì nó sẽ bị nó mất cái sự kết nối này giữa hai người. Và đấy là lý do chia tay đúng không? Cái gì nhờ chúng ta chia tay để tìm ra ý nghĩa cuộc đời đúng không? Bài đấy tên là gì? 2 năm. À, bài 2 năm nè. Em rap chị em một bạn đúng không? Khóc, cười, khô cả nước mắt. Nhưng thực tế, chia tay nhau là bước ngoặt để mình hoàn thành trọn vẹn lý do sống trên đời. Vì những thứ mình mong đợi không được bên nhau em. Thế bài em thích nhất là gì? Bài 2 năm với ngoài bài khác. Gần đây em thích nhất bài Cả nhà cô đơn. Chị cũng thích bài đấy. Đi đâu đi cho xa, đừng tìm đường về nhà. Xung quanh là bóng tối, đâu xa ai sáng tôi. Đối với em nó là một cái bước mới. Nó là câu chuyện lần đầu tiên em kể về nơi em đang ở. Nó không phải là nhà của em, nhưng nó là cái nơi mà em sẽ về mỗi ngày. Cái góc nhìn trong bài đó là cái góc nhìn ở trước cửa phòng của em. Cho nên em cảm thấy là nó vừa khiến cho người ta biết được ở nhà em như thế nào, nhưng mà chỉ có khi mà ở đó mới biết được rõ nhất. Cái thứ hai nữa là về nội dung, nó vẫn giữ cái phần kỹ thuật ngôn ngữ của em. Tức là sẽ có những cái phần mà chị thấy nghe cái giọng rap theo cái kiểu giọng nói bình thường, nhưng mà có những cái đoạn mà nói nhau là họ có biết là em thu không hay là họ nói để cho em thu? Em đã ngồi chờ ở nhà cả lộn xưa rồi để quay. Chửi bạn đĩ làm cho tao ghét. Thằng mập thay đồ chuẩn bị đi sau chết chương trình. Em rap một đoạn này không? Dạ được. Tiếng cãi nhau từ bên dưới tầng trệt, hơi thở một trong hai như đứt quãng gần chết. Có người đứng sau cánh cửa giải chứng không gánh nữa. Còn quan tâm sự có mặt của khách khứa, tao đáp hứa đó là cách làm việc của tao. Đứng trên lầu một, thằng con ngoan rửa dao và trả lời điện thoại, tìm cách dời chuyện lại sau một lần miệng dài riêng lị thời hiện tại. Sao nhiều chữ phải censored quá. Chứ có phải cắt ra. Chị có cái cảm giác là hồi lúc trước đó thì nó dark hơn. Bây giờ em còn play cái horror core hip hop đấy nữa không? Em vẫn nghe nhưng mà em không có làm nữa. Tại vì thứ nhất là em chưa có được cái concept, ý tưởng gì mới. Cái thứ hai là cái mà em xây dựng nó không còn nằm ở trong một bài hát nữa. Gần đây em nhìn lại á, thì nó đã xuất hiện ra một cái character mới trong cái nhạc của em. Đó là một thằng Hề. Và cái thằng Hề nó xuất hiện từ cái bài Lâm Đàn Phân Liệt đó. Cho tới những bài sau này, cho dù viết nhạc tình cảm hay gì đó, người em vẫn thấy được cái bóng dáng của thằng Hề đó. Nó không còn nằm ở một cái bài hát nữa mà nó là một cái nhân vật xuyên suốt. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái thể loại mà dark, horror, core, hip hop đó thì ngoài em có ai không? Có VD với một SO. Thì họ không có theo cái đó, họ chỉ làm một bài. Đợt đó là em ảnh hưởng nhiều với một rapper tên là Tech Nai. Nhưng mà khi mang về em thấy ở đây nó không có phù hợp với cái suy nghĩ của người ta. Và cái bài hát mình đưa ra nó không đúng với thông điệp. Và em chưa tìm ra được cái kiến thức gì mới để có thể làm những nâng cái tầm cái kiểu đó lên. Không làm. Nhưng cái hồi mà em 19 tuổi em ra cái bài đó, mà chị biết chắc là với một cái chủ đề như vậy, mới concept như vậy, hình ảnh như vậy, cái sự phản ứng dữ dội, em có gặp vấn đề khi mà đương đầu với nó không? Dạ không. Em không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những cái bình luận hay là cái gì đó. Và em vẫn không coi đấy là cột mốc của em. Thế cái gì là cột mốc? Đó là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu vào năm 22. Cái thứ hai là cái album vừa rồi. Thì đó mới là cột mốc. Tại vì nó là một cái quá trình làm việc của em. Đấy, hết rồi, em thấy không? Nhưng mà cái quan trọng là em đi đến cuối con đường. Đây là miếng cuối cùng. Đừng có quay lại xong ăn lại từ đầu là được. Ca nó khóc, nó gào thét ở đây. Này, đến đây là em bằng nó. Ủi mía. Nếu CD là đĩa than thì USB là gì em? Em đặt cái tên đó là bởi vì nó là một cái dây chữ thể hiện cái ý đồ của em cho cái đĩa đó. Thì ra cái đĩa than là cái giữ được chất lượng âm nhạc tốt nhất. Tại sao lại phải số hóa quá nhiều thứ vậy? Thế nên chị mới hỏi lại cái sự số hóa là cho nhạc với USB thì nó sẽ là gọi là cái gì đó? Em thôi với cái đầu em lúc này chỉ có chữ cay quá. Nếu giả sử sau này em phải chọn một cái đồ để chôn cùng mình, đấy là gì? Quần áo. Thì em nghĩ mấy cái keo có thể em kiếm được, nhưng mà cái basic lúc mới tạo nhân vật thì phải có cái quần áo để mặc. Em vẫn chọn một bộ vest thôi. Khi mà đã tự tin về cái phần nội dung rồi thì cái chuyện đưa đó đến cho người ta nhìn vào như thế nào nó cũng
quan trọng với em. Thì em điệu phết đeo kính. Nhắc tới đeo kính mà khóc. Em nhớ nhà quá. Thế các dự án tiếp theo của em như nào? Có gì hay? Thực ra ban đầu em tính làm cái campaign luôn. Vì cái chuyện là người ta nên hiểu rõ coi mình đang bị cái gì trước, rồi hãy lên mạng xã hội và nói về cái đó, định nghĩa lại rõ ràng hơn về những cái vấn đề tâm lý và những cái bệnh tâm lý. Cái thứ hai nữa là em cũng muốn tạo ra một cái cộng đồng, nó không có dừng lại cái việc chia sẻ nhạc thôi, mà người ta lên đó người ta nói nhiều về cuộc sống, mà nó buồn của người ta hơn. Chị nghĩ là nỗi buồn là một cái đặc quyền của tuổi trẻ. Chị cũng nghĩ là khi mình ý thức được mình đang buồn thì mình ít khi mình làm chuyện gì dại dột hơn là mình không biết là mình đang buồn. Thì chị nghĩ là cái những cái việc em làm và cái cách em dịch âm nhạc của em gửi đến khán giả, nó có một concept, thì cái điều đấy rất là quan trọng. Và nó như em nói là em tự tin về cái mặt nội dung, thì cái phần còn lại nó chỉ là đóng gói lại mình truyền tải nó như thế nào thôi. Bây giờ cuối chương trình rồi nhá, chị muốn yêu cầu em hát một cái bài của Hoàng Yến Chibi. Yến đừng giận anh, nhưng mà anh không thích nhạc Yến lắm. Anh chỉ thích nếu Yến chỉ im lặng cười thôi, cho nên là anh không học bài nào của Yến đâu. Chị có thể cho em một yêu cầu khác không? Bolero đồng chí. Được. Chúng vui đêm này cho trọn tình yêu thương, đẹp tình quê hương, mai anh về chúng mình đổi đường. Thời bụi phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương. Chị cảm giác nhá, là rap đang quay lại. Chúng ta có những ngôi sao đứng trong sân khấu. Hồi xưa chỉ có pop chẳng hạn, bây giờ có rapper đúng không? Anh có nghĩ như thế không? Em nghĩ đang là thời của em không? Thời của rap ấy. Cái định nghĩa về thời của em nó hơi khác xíu. Về sự phát triển thực sự của nó, chứ nó không phải là chuyện người ta biết tới. Nó đang ở cái phần sàng lọc ra những người thực sự muốn đi tiếp. Thì cái thời mà em nghĩ là ok, nó là nó lại lùi về 5-6 năm về trước đó, lúc mà cái sự khó khăn nó vẫn còn và người ta phải luôn tìm những cái mới, luôn tìm những cái cách mới để người ta tồn tại và người ta tiếp tục. Còn bây giờ là được truyền thông biết tới nhiều hơn và nọ, thì những người nghệ sĩ rap họ vẫn có thể lên được những cái kênh chính thống và những cái kia. Sau khi họ ngoan ngoãn, họ không còn cái tiếng nói rap của họ nữa và họ thay đổi. Cuối chương trình rồi, chị nói cho em biết là chị nói chuyện với em deep hơn nói chuyện với Cam. Hôm nay rất là cảm ơn Táo đã có mặt vượt qua hết bản đêm sắm dễ đúng không em? Em nhìn lại thấy có gì không? Em mọc râu ở đây, nóng nóng. Thực ra thì mình cũng phải nói rằng là may quá là nhờ có Không Cay Không Về, nhờ có những comment của khán giả, thì mình biết thêm những cái người nghệ sĩ mà đúng là khi mình ở một cái thị trường khác ấy, thì mình không kịp biết là cái độ dày của họ về mặt sáng tác, cái quá trình mà họ trải qua, đi qua cái sự chuyển mình của họ trong mặt âm nhạc. Và sau đấy thì rất là dễ dàng mình trở thành một cái người hâm mộ nhạc của họ. Cái năng lượng, những cái ngôn từ mọi người nói với em, cái sự gieo vần khác lạ của em. Một lần nữa thì mình rất là cảm ơn Táo đã đến, cảm ơn khán giả của Không Cay Không Về. Cảm ơn chương trình và cảm ơn chị Thị Minh đã cho em được nói ra sự thù hận của em về ca. Cảm ơn nha, cảm ơn mọi người. Ông Cay tín đà em ơi. Thề Cay mà. Ông Cay tín nào? Mày cho là ông Cay như em nghĩ thôi. Đúng, thì thế. Không, nhưng mà em bị đỏ chỗ này. Là sao nóng như thế này à? Em vuốt nhiều quá đâu, hay tẩy dầu của em?